Giữa lúc miền Trung đang chật vật chống chọi với cơn bão Yagi, không chỉ tiền tài hay hiện kim, tinh thần mới là thứ quan trọng nhất mà 7 nghệ sĩ sau đã mang đến cho bà con. Họ chia sẻ và đồng cảm theo cách riêng của mỗi người. Hôm nay hãy cùng điểm qua 7 cái tên đình đám đã lên tiếng ủng hộ và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ. 1. Dương Triệu Vũ. Ca sĩ Dương Triệu Vũ có tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh. Anh sinh năm 1984 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, là một trong những giọng ca nam nổi bật của làng nhạc Việt. Dương Triệu Vũ được khán giả biết đến rộng rãi qua các chương trình Paris by Night và những bản hit đình đám. Nhiều người cũng biết rằng nam ca sĩ tài năng này chính là em trai ruột của danh hài Hoài Linh và là học trò cưng của ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa gia đình nghệ thuật và những người thầy tài năng đã góp phần không nhỏ vào thành công của Dương Triệu Vũ. Năm 1993, khi mới 9 tuổi, Dương Triệu Vũ đã cùng gia đình sang Mỹ lập nghiệp. Năm 2004, anh chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi trở thành ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga. Dù rất thường xuyên về Việt Nam, nhưng đa số thời gian anh vẫn ở Mỹ hoạt động. Ngoài việc là ca sĩ nổi tiếng, Dương Triệu Vũ còn được biết đến với những việc làm thiện nguyện của mình. Có dịp vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Đài Loan, anh đã nhanh chóng có mặt tại mái ấm để chung vui cùng các em nhỏ. Nam ca sĩ cũng thường hay đăng tải những chia sẻ về từ thiện trên mạng xã hội. Anh bộc bạch, mỗi khi thiên tai xảy ra, chúng ta thường nghĩ đến việc quyên góp tiền bạc. Tuy nhiên, đừng quên rằng, những lời cầu nguyện chân thành và những năng lượng tích cực cũng là những món quà vô giá, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Đây không phải là lúc ủ rũ, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vẫn phải trôi. Tuy anh không khoe mẽ bất cứ con số nào, nhưng Dương Triệu Vũ đã làm đúng như anh nói. Anh đã chia sẻ những hình ảnh người dân các miền chung tay đóng góp, liên tục đăng tin cầu cứu giúp bà con và cập nhật những số liên hệ khẩn cấp. Điều này giúp bà con miền Bắc biết rằng họ không một mình mà có cả nước đang cùng họ chống chọi. 2. Vân Sơn. Nghệ sĩ hài Vân Sơn có tên thật là Dương Thanh Sơn, là một trong những gương mặt hài nổi tiếng của cộng đồng người Việt hải ngoại. Với Trung tâm Vân Sơn, anh không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là một doanh nhân thành công. Cặp đôi hài Vân Sơn, Bảo Liêm từng làm mưa làm gió trên sân khấu hải ngoại một thời. Sau cuộc vượt biển đầy gian nan vào cuối năm 1988, Vân Sơn đã trải qua những tháng ngày tị nạn đầy khó khăn tại Pulau Bidong, Malaysia và Philippines trước khi đặt chân đến Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1990. Những ngày đầu ở hải ngoại, anh chàng trai trẻ ấy đã từng làm đủ mọi công việc, từ hoạt náo viên tại các sự kiện đến lồng tiếng cho phim Hồng Kông. Tuy nhiên, phải đến khi kết hợp cùng Bảo Liêm vào năm 1990, Vân Sơn mới thực sự tỏa sáng và trở thành một trong những danh hài được yêu thích nhất trong cộng đồng người Việt tại California suốt thập niên 90. Sau này, Vân Sơn đã bắt đầu trở về Việt Nam và tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đặc biệt là các game show hài hước. Hành trình vượt biển đầy gian nan và con đường theo đuổi nghệ thuật đã rèn luyện cho Vân Sơn một ý chí sắt đá và một trái tim nhân hậu. Chính vì vậy, khi đất nước gặp khó khăn, đặc biệt trong cơn bão Yagi tàn phá miền Bắc, Vân Sơn luôn là một trong những người đầu tiên lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ. Nam danh hài đã có phát ngôn trên mạng xã hội giữa tâm bão, xin ơn trên ban bình an cho tất cả mọi người, che chở họ vượt qua khó khăn và cầu mong siêu bão Yagi nhanh chóng tan biến. 3. Mạnh Quỳnh. Ca sĩ Nguyễn Thanh Dũng có nghệ danh là Mạnh Quỳnh. Anh sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Mạnh Quỳnh đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả với những ca khúc vàng bất hủ. Giọng ca trầm ấm, đầy cảm xúc của anh đã chinh phục biết bao trái tim người yêu nhạc. Tuổi thơ của Mạnh Quỳnh thường gắn liền với những kỷ niệm khó quên tại quê nhà. Sinh ra ở Sài Gòn trong một gia đình có cha là quân nhân Mỹ, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn khi cha anh mất tích trong chiến tranh. Mẹ anh đành đưa anh về quê ngoại để nhờ ông bà chăm sóc. Việc Mạnh Quỳnh trải qua tuổi thơ đầy khó khăn, phải rời xa gia đình và sống trong hoàn cảnh thiếu thốn đã giúp anh thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ của người nghèo. Điều này giúp anh đồng cảm và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tháng 9 năm 1992, hai mẹ con anh lên đường sang Hoa Kỳ định cư theo diện con lai. Trước đó, anh cũng thường xuyên tham gia tổ chức nhiều chương trình âm nhạc để gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Như đại dịch Covid-19 vừa qua, trước hoàn cảnh đáng thương của 150 em nhỏ mồ côi cha mẹ, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã sẵn sàng ủng hộ 100 triệu đồng cho các em nhỏ. Đối với mùa mưa lũ năm nay đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho đồng bào miền Bắc,
Mạnh Quỳnh cũng đã có những bày tỏ xót thương và cảm thấy mất mát thay bà con. Như một nỗi tằn trọc ám ảnh, anh đã hai lần chia sẻ lên trang cá nhân, trong khi anh chàng là một người rất ít khi nói về vấn đề này. 4. Đan Nguyên. Nguyễn Đăng Đan, hay còn được biết đến với nghệ danh ca sĩ Đan Nguyên, sinh năm 1984 tại Việt Nam. Anh là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc vàng, được khán giả yêu thích bởi chất giọng ngọt ngào và phong cách trình diễn lãng tử. Đan Nguyên từng cộng tác với nhiều trung tâm ban nhạc lớn như Asia và Thúy Nga. Vừa tài năng vừa giàu lòng nhân ái, Đan Nguyên khiến người hâm mộ say đắm còn bởi tinh thần dân tộc nồng cháy của mình. Dù ở xa xứ, nhưng trước tình hình bão lũ đang đầy đọa miền Bắc Việt Nam, anh đã chia sẻ sự lo lắng và luôn mong ngóng một ngày mai bình yên cho đất nước thân yêu của mình. Ca sĩ Đan Nguyên chia sẻ, miền Bắc Việt Nam đang phải chịu nhiều đau thương, mất mát vì cơn bão Yagi. Chính vì vậy, Đan Nguyễn Foundation và công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ tổ chức một đêm đại nhạc hội để cùng chung tay, góp sức mang hơi ấm tình người hướng về những gia đình đang bị cơn bão Yagi tàn phá. Dù cho chủ đề từ thiện rất nhạy cảm nhưng anh không vì chút kiêng dè đó mà ảnh hưởng quyết tâm của mình. 5. Ngọc Huyền. Nghệ sĩ Ngọc Huyền có tên khai sinh là Vũ Hà Ngọc Huyền. Cô sinh ngày 28 tháng 6 năm 1970, là nghệ sĩ cải lương người Mỹ gốc Việt. Ngọc Huyền được biết đến như một nghệ sĩ luôn tiên phong trong việc đổi mới cải lương, đưa nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với khán giả trẻ. Nhờ những đóng góp của cô, cải lương đã thoát khỏi những khuôn mẫu cũ và trở nên hiện đại, hấp dẫn hơn. Ngọc Huyền đã sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với cải lương nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ. Cô gái 14 tuổi đã dũng cảm bước lên sân khấu Thanh Nga với vở tuồng Đầu Tay Những Đêm Trăn Trở, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp đầy triển vọng. Cô còn là nghệ sĩ cải lương trẻ tuổi nhất miền Nam được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001. Những vai diễn trong các vở tuồng cải lương đã giúp Ngọc Huyền thấu hiểu sâu sắc về cuộc sống, về những nỗi niềm của con người. Chính vì vậy, khi đất nước gặp khó khăn, Ngọc Huyền không khỏi đau lòng, lo lắng. Cô đã không ngần ngại lên tiếng bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời cầu nguyện đến những người dân vùng lũ. Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền cũng chia sẻ tin tức Mỹ sẽ viện trợ cho Việt Nam 1 triệu đô kèm dòng trạng thái vui mừng vì bà con mình ngoài miền Bắc đã được thêm một cánh tay hỗ trợ. 6. Bảo Liêm. Nghệ sĩ Bảo Liêm sinh năm 1956, là một trong những gương mặt hài quen thuộc của cộng đồng người Việt hải ngoại. Cặp đôi hài Vân Sơn, Bảo Liêm từng làm mưa làm gió trên sân khấu hải ngoại với những tiêu phẩm hài hước, dí dỏm, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Bảo Liêm bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1975 với vai trò một diễn viên múa. Sau đó, anh thành lập nhóm hài Mặt Ốm, khẳng định tài năng diễn xuất. Năm 1990, anh định cư tại Hoa Kỳ và bén duyên với nghề MC đám cưới. Sự nghiệp của anh thực sự bước sang một trang mới khi gặp gỡ Vân Sơn và cùng nhau thành lập nhóm hài Vân Sơn, Bảo Liêm, làm mưa làm gió trên các sân khấu hải ngoại. Dù xa quê và sống ẩn đã lâu, nhưng thật không ngờ, một cơn bão lớn như Yagi lại có thể khiến những người nghệ sĩ như Bảo Liêm, những người vốn đã quen với cuộc sống bình yên nơi đất khách quê người, cũng phải trằn trọc không yên. Hình ảnh những ngôi nhà đổ nát, những con đường ngập lụt trên các bản tin khiến bất cứ ai còn kỷ niệm với quê hương đều đau lòng như thắt lại. Dù ở bất cứ nơi đâu, trái tim họ vẫn luôn hướng về Việt Nam. Những hình ảnh về sự đoàn kết, tương trợ của người dân trong lúc khó khăn càng khiến họ tự hào về quê hương mình. 7. Ca sĩ Ngọc Anh. Ca sĩ Ngọc Anh có tên thật là Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1975. Với giọng hát truyền cảm và phong cách biểu diễn cuốn hút, cô nhanh chóng trở thành một trong những nữ ca sĩ hàng đầu tại Việt Nam và hải ngoại, đặc biệt sau khi là thành viên của nhóm Tam Ca 3A. Từ năm 2008, Ngọc Anh đã chính thức định cư tại Hoa Kỳ và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca được yêu thích của cộng đồng người Việt. Khán giả biết đến tấm lòng nhân hậu của ca sĩ Ngọc Anh khi cô từng bất ngờ trở về nước tổ chức đêm nhạc từ thiện Ngọc Anh, nụ cười từ trái tim để mang đến những nụ cười cho các em nhỏ kém may mắn, bị dị tật hở môi, hở hàm ếch. Sự kiện này cho thấy trái tim ấm áp của cô dành cho cộng đồng. Cô cũng thường xuyên dẫn con gái tham gia tổ chức tình nguyện quyên góp. Ngọc Anh đã không ngần ngại lên tiếng, bày tỏ cảm xúc kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Bắc. Thậm chí Ngọc Anh còn ngày đêm cập nhật tin tức,
những thông tin, số điện thoại cứu trợ các nơi để bà con từng vùng nắm được. Hành động của cô như một ngọn lửa nhỏ, thắp lên ngọn lửa yêu thương trong lòng mỗi người, khiến khán giả thêm ghi nhớ giọng ca tràn đầy tình yêu thương người của cô ca sĩ. Nội dung hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu cũng yêu thích những nghệ sĩ trên, hãy cho kênh một like, share và đăng ký để đón xem thêm nhiều video mới trong tương lai nhé.